tất cả các em. Hôm nay anh Khổng Lồ, chị Kính Cận sẽ giới thiệu đến các em và bố mẹ bộ sách Đồng Thoại Song Ngữ do cô Tấn Thành, ba chủ đề đó là con thật dũng cảm, và chủ đề thứ hai đó là chủ đề bạn thật là thích, chủ đề cuối cùng đó là chủ đề ước mơ của mẹ. Tự dưng chị đọc cái cuốn này chị lại nhớ đến mẹ. Không biết anh Khổng Lồ có nhớ mẹ không nhỉ? Anh Khổng Lồ rất yêu mẹ và rất nhớ mẹ anh. Thì các bé chúng mình sẽ cùng tìm hiểu xem cuốn truyện này có ý nghĩa như thế nào nhé. Nhưng trước khi tìm hiểu cuốn truyện này có ý nghĩa gì hay là nội dung của nó như thế nào, thì chị có một câu hỏi muốn hỏi anh Khổng Lồ. Anh Khổng Lồ ở nhà anh có cháu nhỏ đúng không? Ừ, anh có một đứa cháu đang sống cùng. À, thế cháu ở nhà anh có hay đọc sách cho cháu không? Cháu anh rất thích sách thì nên anh rất hay đọc cho bé trước khi đi ngủ. Đặc biệt là cháu rất thích cuốn Đồng Thoại nữa, vậy anh đọc cả tiếng Anh cho bé. Vậy thì anh có biết là điều đặc biệt trong cuốn sách mà hôm nay chị Kính Cận sẽ muốn giới thiệu đến anh Khổng Lồ này, các bé và bố mẹ, điều gì đặc biệt trong cuốn sách này không? Điều thú vị của cuốn sách này thì anh chưa đoán ra, nhưng anh đoán chắc chắn là các bé giống như anh đều rất háo hức được nghe những chia sẻ của chị Kính Cận. Vậy trước tiên chị sẽ chia sẻ những điều đặc biệt trong cuốn sách này, thì chị muốn nhờ anh Khổng Lồ sẽ đọc cho các bé những cái câu tiếng Anh đơn giản trong cuốn sách này. Anh có thể chọn một cuốn nào, anh thích nhất cuốn nào trong ba cuốn này? Thế chắc thì anh sẽ chọn cuốn Con Thật Dũng Cảm nhất. Các bé hãy nghe Khổng Lồ đọc và các bé nhớ những từ tiếng Anh đơn giản mà anh ấy muốn nhấn nhá đến các bé nhé. Anh đọc nhé. Kitten curl under a chair, silly goes high in a bush of potato leaves, coward be shut in the corner of his big steed. Các bé có thấy không? Ở trong này các bé sẽ nhìn thấy ngay mèo con trong tiếng Anh là kitten, hay là ngan tố silly goose, hay lợn con piggy. Anh vừa đọc cho các bé cùng các bố mẹ nghe cái câu từ tiếng Anh đơn giản trong cuốn sách này đấy. Còn bây giờ thì chị Cận sẽ chia sẻ với các bé cùng các bố mẹ những cái điều đặc biệt trong cuốn sách này. Với điều đặc biệt trong cuốn sách này mà chị muốn giới thiệu thì nó sẽ có hai phần. Đó là phần thứ nhất, ở mỗi phần cuối cuốn sách này có một điều rất là đặc biệt. Chị sẽ dở và các bố mẹ cùng xem thêm điều đặc biệt, khám phá điều đặc biệt trong cuốn sách này là gì nhé. Đây, ở phần cuối mỗi phần sách này sẽ có phần đó là thử tài của bé. Với những cái từ tranh như thế này thì các bố mẹ có thể là hướng dẫn bé hoặc là cho bé tự tương tác. Các bé có thể là vừa thông qua những cuốn sách này, vừa hình ảnh của tranh thì các bé có thể kể lại câu chuyện của mình theo trí sáng tạo, tức là các bé sẽ không bị gò bó trong một khuôn khổ nhất định nào đó. Thứ hai là bố mẹ có thể nhìn vào những hình ảnh này và đố các bé những cái từ tiếng Anh, ví dụ như con hổ là gì, đúng không ạ? Thì chắc chắn là các bé sẽ biết. Hoặc là những cái bức tranh như thế này thì bố mẹ có thể đố các bé là biển là gì, biển tiếng Anh là gì. Chắc chắn là các bé sẽ rất là thú vị đấy, mà các bé sẽ rất là tò mò, không biết là biển như thế nào mà tại sao những con vật như thế này nó lại bị cuốn trôi nhỉ? Thì sau bố mẹ có thể hỏi thêm bé thêm là thế biển có những lúc sóng, lúc bão như thế nào đúng không? Đó là những điều đặc biệt thứ nhất. Còn điều đặc biệt thứ hai mà chị muốn chia sẻ để nó anh Khổng Lồ và các bé, đó là cái phần ghi nhớ từ ở sau mỗi cuốn sách này. Anh Khổng Lồ và chị Kính Cận nhá, chúng mình sẽ học những từ tiếng Anh đơn giản ở đây ạ. Ở đây là có những cái phần tiếng Anh này, phần phiên âm và phần nghĩa của những từ này. Qua những từ này thì các bé thứ nhất là vừa học được những cái từ tiếng Anh rất là đơn giản, để có thể vừa liên kết các từ tiếng Anh lại đó với nhau, ví dụ là liên kết các từ con hổ này, liên kết ra từ con báo hoặc là từ dòng sông. Từ đó các bé có thể là kể thành một câu chuyện của riêng mình. Trên đây là những điều mà chị Kính Cận và anh Khổng Lồ muốn chia sẻ với các bé về bộ sách này. Cái bộ sách này mình tin chắc là chắc chắn là các bé này, các mẹ và anh Khổng Lồ sẽ rất là thích đúng không ạ? Tất nhiên rồi. Một cuốn sách có bao nhiêu điều thú vị thế này thì chắc chắn là anh phải mua để tặng cho cháu của anh rồi. Với bộ sách Đồng Thoại thế này, anh Khổng Lồ tin rằng không chỉ là các bé mà cả bố mẹ nữa cũng sẽ có thời gian chơi và học tiếng Anh rất thú vị cùng nhau mỗi ngày. Xin cảm ơn, một lần nữa xin cảm ơn các bé, anh Khổng Lồ và các bố mẹ. Đúng rồi, đã đến nghe những chia sẻ của chúng mình về bộ sách Đồng Thoại Song Ngữ rất hay và ý nghĩa này đấy. Chương trình của chúng mình cũng sắp đến gần kết thúc rồi. Anh Khổng Lồ, chị Kính Cận, xin chào và hẹn gặp lại các
các bé trong những chương tiếp theo. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bé nhé.